Chào mọi người đã quay trở lại với tôi Việt Nam. Thì hôm nay đi tiếp tục về cây nội dung cây cảnh Tết. Thì đi quay cho mọi người đây là vườn bưởi bonsai. Đấy, vườn bưởi bonsai. Bưởi thì được để trong một cái chum này. Chum này. Đấy. Đây là chum, đây là cây cây này. Cây. Tất cả các cái quả ở trên này thì hầu như là đều ghép hết nhá. Đây này, mắt ghép này. Đấy. Đấy. Bưởi mà để trong chum này thì nó khó lấy quả lắm. Hầu như là phải ghép ghép hết thì mới mới có quả được nhá. Thơm lắm. Đây này, và bưởi này là bưởi diễn nhá. Đẹp thơm lắm. Đây như những cây cây này rất là đẹp. Đây này, chùm đây. Cái bưởi ghép này ấy, thì là người ta ghép thường ghép vào những cái tháng 3, tháng 4 hàng năm. Chỉ có ghép vào tháng 3, tháng 4 hàng năm. Đấy. Tất nhiên bây giờ thì vẫn có ghép được, nhưng mà ghép bây giờ thì nó không niền được những cái ấy này, này những cái mắt này, đây là đây đây là những cái ghép này đó, nhìn mọi người nhìn ghép chưa, ghép này đấy, xong là phải buộc buộc vào như này để tránh tình trạng nó rụng nó rơi đấy. Đấy. Bây giờ ghép vậy thì người ta phải cuốn hết tất cả các cái quả này lại, cuốn trắng lại luôn ấy. Chứ không thì nó kiểu như nó bị mất mất nước, nó bị mất nước xong rồi nó rụng hết. Còn cái những cái cây mà ghép từ tháng 3 tháng 4 ấy, tháng 3 tháng 4 thì là cái cây nó đến bây giờ thì được gọi là nó ổn định rồi, nó ổn định hơn, nó đã ăn vào thân rồi, đây là đấy, nó ăn vào thân cây rồi ấy, nên có thể là đẻ được đấy, rất là sai. Đây là một trong các cái cây cảnh Tết, một trong các cái cây cảnh bonsai Tết năm 2023 đấy. Đấy, thực ra cái video này là trả lời một anh ở Hải Dương. Anh có nhờ rằng là đi quay giúp anh ý là vườn bưởi cảnh bonsai và bưởi Tết nữa, và những cái chậu to ấy. Những chậu to thì ở bên vườn bên kia cơ. Chứ hiện tại là để đi quay cái bonsai trước. Rất là thơm nhá. Ngửi ngửi bây giờ là cũng thơm rồi. Nhưng mà cảm giác cái bưởi nó mà ghép như này ấy, cái quả nó vẫn cứ dại dại, nó vẫn cứ dại dại, nó không được căng bóng mịn so với những cái bưởi mà được được lở hoa và thụ 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 quả trên cây cây. Cảm giác là nó vẫn hơi gai gai, nó gai gai, nó không được căng căng mọng lắm đâu. Theo như cái ý kiến của tôi thì nó là như vậy. Đây này. Còn đâu đây là những cái này, nó vàng hết rồi này, vàng hết rồi này. Đấy. Vàng hết rồi. Đây là ui quả này vàng rồi, thơm lắm, chắc quả này thơm rồi đây. Thử thử đây. Thơm lắm, đúng là bưởi diễn nó khác. Nhưng mà cái bưởi này thì theo theo tôi thì làm cảnh thì tốt, chứ còn ăn này, ăn thì không không rõ lắm đâu. Chưa bởi chưa chưa ăn bao giờ nên là không dám nói. À, những cây này vàng hết rồi, chín vàng hết rồi. Chưa ăn bao giờ nên là không không dám nói đâu. Thực ra là chắc là cũng ăn được thôi, bởi vì là nó vẫn được cái cây này nó nuôi mà. Đây này, nó vẫn được cái cây mẹ kia, cái cây mẹ kia nó nuôi này, đây này. Cây mẹ này nó nuôi này. Cái cây mẹ nó nuôi thì nó vẫn có múi này, vẫn có cái múi, nó vẫn có nước ăn ngọt như bình thường thôi. Nhưng mà theo tôi là nó không được như những cái bưởi tự nhiên. Đây là những cái này, đây là lụ này. Đấy. Cái bưởi ghép từ tháng 3, tháng 4, tháng 5 ấy thì cái vào cái đây là đây này. Loại này khả năng mới ghép này, đây này. Mới ghép này, mới ghép thì phải bọc hết. Bọc hết như này, này. Đấy. Mọi người hình dung rồi chưa? Còn những ông này là được ghép từ tháng 3 tháng 4 rồi. Còn những ông mới bọc bọc này là khả năng là mới ghép. Đấy. Thấy chưa? Những cái bọc cái khả năng là nó mới ghép. Còn đâu những cái mà để tự nhiên này, nó từ tháng 3 tháng 4. Tại sao là mới ghép như thế này? Khả năng là cái cây này nó bắt bắt đầu kiểu như là nó có quả sẵn rồi nhưng mà nó ít. Thì bây giờ mình có thể mình thêm vào. Mình thêm vào. Đây là bưởi bonsai này. Bố tôi là không chưa có số điện thoại của chủ vườn cơ. Đấy, nên là giá cả với cả giá cả như thế nào thì chưa rõ, chưa biết được. Nên là nhưng mà chỉ có quay để trả lời cái bình luận của anh ở trên YouTube thôi. Thì mình có một kênh YouTube này, một kênh TikTok, một kênh Facebook, một trang fanpage là Tôi Việt Nam. Thì mọi người hãy qua đấy và ủng hộ kênh để giúp mình tiếp cận được với nhiều nhiều người hơn. Đây này, ghép luôn từ trong thân này. Ghép luôn từ trong thân này. Đó. Sai chưa? Một cành này nó sai. Cái này ghép từ tháng 3 tháng 4.
tháng 3 tháng 4 nhưng mà chỉ có ghép được ở cái tầm đấy nhá, bởi vì nhá, bởi vì đầu đầu xuân ấy thì nó ra lẩy lộc. Lẩy lộc xong là cái trong cái cây bưởi này là cái thân của nó là gỗ. Thì khi mình ghép cái quả bưởi này vào thì mấy tháng sau ấy, thì từ tháng 3 tháng 4 Tết ra ấy, thì nó bắt đầu lẩy lộc, phải để mấy đợi 1 2 3 tháng sau ấy thì cái gỗ ở trong này nó mới cứng. Cứng thì mình ghép cái quả này vào đây thì mới là được này. Đấy, chứ không thì là nó không cái cành này nó non quá thì ghép có khi nó không được. Đấy. Thì cái này chắc là phải về tìm hiểu lại ông cậu tôi đi ghép cây đã. Thì có thể trả lời mọi người sau. Nhưng mà tóm lại là nội dung ngày hôm nay thì là giới thiệu về cây bưởi cảnh. Cửi cảnh Tết năm 2023 và đây là bưởi bonsai chum lộc này. Đấy. Đây khá là đẹp này nhá. Đấy. Quả cũng đều đấy. Quả đều đấy, quả đều, nó không to quá, không bé quá, đều tất cả các cây, các cây mà có một để như cây này đẹp này, cây này đẹp, đấy, đây này, cây này cũng thế này. Rồi thì video là kết thúc tại đây, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo, chào mọi người nhé.